Hello, xin chào các bạn. Ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thức mà tìm hàng ở trên các trang thương mại điện tử Trung Quốc bằng từ khóa tiếng Trung. Và như chúng ta đã biết thì như ở trên màn hình đây, các bạn đã nhìn thấy được không ạ? Thì đây là nó một cái thanh công cụ tìm kiếm ở trang 168, trang bán buôn của Trung Quốc. Và nếu như các bạn biết tiếng Trung thì hoàn toàn chúng ta có thể gõ từ khóa vào đây và tìm. Thế còn đa phần chúng ta dân kinh doanh, dân buôn đúng không ạ? Hoặc là muốn đi buôn thì chúng ta sẽ không biết tiếng Trung. Và tôi lấy một ví dụ như các anh chị các bạn muốn tìm một sản phẩm mà ở bên nước ngoài đi. Vâng, ở bên nước ngoài mà nó đang bán chạy chẳng hạn thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng từ khóa bằng từ tiếng Anh. Các bạn copy vào đây. Nếu mà nó ra thì đấy là một sự may mắn. Còn nếu nó không ra thì chúng ta sẽ cần phải challenge phiên dịch nó sang thành tiếng Trung. Và tương tự như thế với tiếng Việt. Thế thì có hai cách để mà chúng ta có thể áp dụng được cái phương pháp tìm từ khóa bằng tiếng Trung. Thì cách thứ nhất thì có thể sử dụng một cái bộ công cụ của chúng tôi, một bộ phiên dịch của chúng tôi. Đâu rồi? Có nghĩa là chúng tôi có một cái bộ từ khóa mẫu câu tổng hợp từ khóa tiếng Trung. Thì các anh chị học viên thì nhờ các bạn support, các bạn ý gửi cho hoặc là ở trong tài liệu trong nhóm group Zalo đúng không ạ? Thì ở trong cái bộ tổng hợp từ khóa này thì tôi đã phân ra, như anh chị đang nhìn thấy trên màn hình. Mọi người nhìn thấy màn hình đúng không? Thì tôi đã phân ra là các danh mục tổng hợp này, các từ khóa tổng hợp này, rồi các chuyên mục theo các ngành hàng này, từ khóa tiếng Việt, từ khóa tiếng Trung này, rồi đồ điện tử này, rồi nội thất gia dụng này, rồi đồ pha ke. Thế thì ví dụ như ở chuyên mục này thì tôi còn phân rất rõ là nam hoặc nữ này. Ví dụ như là các anh chị cần tìm đồ trung niên cho người già chẳng hạn, thì các anh chị copy hai cái từ khóa này và dán vào thanh công cụ. Và thêm một chút ngữ pháp tiếng Trung thì là bao giờ cái từ, có nghĩa là ví dụ như Việt Nam mình nói thì là quần áo dành cho người già trung niên, thì ở Trung Quốc thì nó sẽ nói là trung niên người già. Cho nên là đấy là lý do mà tôi copy như này. Và sau đó là mình thêm là nam hay nữ nữa đấy. thì tùy các bạn có thể copy thêm. Vâng, nam hay nữ, có nghĩa là ở phần ngữ pháp tiếng Trung ấy thì cái gì đại diện cho nhóm chung càng to thì nó sẽ đi đằng sau. Ví dụ. Mà thôi, đoạn này thì các bạn không cần phải nhớ quá chi tiết đâu, các anh chỉ cần nhớ cách sử dụng thôi. Một là các anh chị vào trong cái phần này được chưa ạ? Xong copy, sau đó ấn copy xong thì ấn enter vào đây và kích chuột trái vào đây để cho nó tìm. Thì đấy là một kiểu. Đấy là một kiểu. Cái kiểu thứ hai hoặc là đồ hoa ke này cũng thế, các anh chị có copy vào đây. Và ở đây thì tôi đã cố tình để chữ túi LV, để chữ túi LV đi trước. Và các anh chị có thể ví dụ như là mình không biết tiếng Trung cái từ từ LV là gì, LV là gì, thì các anh chị cứ để nguyên như thế bằng tiếng Anh. Hoặc là hoặc là mọi người sẽ để đó, mọi người có thể thay rằng đi O, Uchi, các kiểu như vậy. Thì các anh chị sẽ tìm được hàng fake. Vâng, mình sẽ thay cái đấy ở đầu. Ở phần hàng fake nhá, thì các anh chị sẽ thêm một cái này nhỉ. À, nó sẽ ở trong mục tìm kiếm chuyên sâu thì nó có một vài những cái lựa chọn. Ví dụ như là từ doanh số, từ thấp đến cao, từ cao đến thấp, và giá bán nó cũng như thế. Và chúng ta sẽ lựa chọn giá bán từ thấp đến cao, hoặc là các anh chị có thể chọn trong khoảng giá. Ví dụ như là cái túi đấy chẳng hạn, anh chị muốn nhập về trong khoảng tầm giá bao nhiêu tiền. Vâng, bởi vì là ở bên Trung Quốc thì mọi người biết rồi, nó sẽ phân ra rất là nhiều cấp, và có nhiều cấp đấy thì nó liên quan đến việc chất lượng, và nó sẽ có nhiều giá tiền khác nhau. Thì mình hoàn toàn có thể điền cái mức giá vào đây.
Thông thường thì từ 100 đến 200 tệ thì là hàng thấp cấp. Gọi là mình gọi là cái gì đấy? Phách loại 1. Còn cao cấp thì nó sẽ có super fake hoặc là fake 11, đúng không ạ? Kiểu như vậy. Tôi không có chuyên về cái hàng này, tôi không có làm bán cái hàng này nhiều lắm nên tôi cũng không chuyên lắm, thì tôi chỉ biết về các khái niệm định nghĩa thôi. Và ở bên Trung Quốc họ cũng như vậy. Và những cái túi mà xịn ý, túi mà gọi là mức độ gọi là fake đẹp nhất và xịn nhất, gần như là giống với hàng thật, thì thông thường ý, khi mà tôi nhập lẻ, mua lẻ ý, thì nó bằng 1/10 giá tiền thật. Có nghĩa là ví dụ cái túi đấy 50-60 triệu thì cái này nó sẽ khoảng 5 triệu, 6 triệu. Đó. Họ sẽ bán khoảng như vậy để anh chị có thêm một chút kiến thức về cái ngành hàng này, cái mặt hàng này để mà mình mua nó không bị hớ. Rồi, thế thì đấy là phần bằng tìm kiếm bằng từ khóa. Thế tiếp theo nữa, một là ngoài việc các anh chị sử dụng cái bộ câu tôi cung cấp, thì hai là các anh chị sẽ sử dụng cái Translexico, đúng không ạ? Vâng, cái này thì quá quen rồi. Thứ hai là trang fannybaidu.com. Baidu là một cái công cụ tìm kiếm. Baidu là một cái công cụ tìm kiếm của Trung Quốc, nó giống như kiểu Google, đúng không ạ? Và Fanny dịch ra tiếng Việt nghĩa là trang phiên dịch của họ. Và cái trang này nó cũng sẽ giúp cho các anh chị dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung, hoặc từ tiếng Trung sang tiếng Việt, hoặc từ tiếng Anh sang tiếng Trung sang Anh, kiểu như vậy. Và tiếp theo trang I Love Charles. Thông thường thì tôi hay hướng dẫn các bạn học viên, các anh chị ý sử dụng ba trang này. Bởi vì sao? Bởi vì là đằng nào cũng một công copy, đúng không ạ? Một công dịch, một công copy, một công dịch. Thì các anh chị cứ copy and paste, dán vào, vậy thôi. Các chị hiểu ý đoạn này không? Phần đoạn này gì tiếng Việt nhá, đấy. Thì các chị sẽ biết là nó chọn tiếng Trung giản thể là ok. Đó, như thế này nó dịch sai rồi này. Thì một cái công mà có một cái công mà ấy như vậy thì các anh chị sẽ lại copy và dán vào để cho nó tìm thôi. Ngoài ra thì khi mà các anh chị tìm cái này thì nó sẽ có những cái từ khóa mở rộng. Thì các anh chị đang nhìn thấy trên màn hình đây, đúng không ạ? Nhìn thấy trên màn hình là từ khóa mở rộng. Thì mình mình dịch ra tiếng Việt, có nghĩa từ khóa mở rộng nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả những cái từ khóa gì liên quan đến quần bò này, quần bò nam, quần bò nữ, quần bò thu đông, quần bò mốt hoặc quần bò bán chạy nhất tại thời điểm hiện tại, các thứ các kiểu như vậy, thì khi đó các anh chị chọn vào những cái từ khóa đấy thì mình sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn theo đúng với nhu cầu mong muốn của mình hơn. Rồi sau đó lại tiếp tục rồi xem cái nào là bán, ví dụ như là cái nào đang bán chạy nhất trong số những cái sản phẩm ở trên trang bán buôn này, sản phẩm quần bò nữ ở trên trang bán buôn này, rồi bán chạy nhất, xong rồi các anh chị có thể chọn là giá bán là từ bán chạy nhất trong khoảng giá từ thấp đến cao, hay là bán chạy nhất trong khoảng giá từ cao đến thấp, thì những đấy là những cái phân tích tìm kiếm chuyên sâu thêm. Hoặc là bán chạy nhất trong khoảng giá từ 50 đến 100 tệ, kiểu như vậy. Vâng, thì các anh chị hoàn toàn có thể tìm kiếm. Vâng, còn những cái ở phía sau này, ví dụ như là khu vực sản xuất này, rồi mô hình kinh doanh, rồi độ chứng thực các thứ, kiểm nghiệm các thứ này thì tôi thấy là thường không cần, các anh chị không cần phải quá quan tâm. Nghĩa làm sao để mình tìm được cái mẫu cũng như là cái giá vừa phải ứng ý, sau đó là mình làm các bước tiếp theo là tra shop, rồi mặc cả đàm phán các thứ, thanh toán trả tiền sau. Ok, thì tạm thời tôi kết thúc cái video này ở đây. Hẹn gặp lại các anh chị ở video bài học tiếp theo.